gì đấy. Và mọi người cũng Linh cũng biết vỡ lẽ rất là nhiều điều, có những sự bất ngờ tâm lý của lớp trẻ. Thực sự nó luôn thay đổi, mình cứ nghĩ là mình trẻ nhưng thực ra mình đã đi trong con đường này rất là nhiều năm rồi. Và có thể những cái tư duy của mình ở cái thời điểm trước thì mình có thể bắt Minh, anh chị đi trước thì nó maybe, nhưng mà có thể ở hiện thời điểm hiện tại chưa chắc mình đã hơn được các bạn trẻ. Nếu mà một ngày mình không thay đổi thì là một ngày mình sẽ đi xuống, còn một ngày mình sẽ tụt hậu. Và cái sự thay đổi ở đây đòi hỏi một sự dũng cảm. Linh nghĩ là nó cũng phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, vì làm sao mà cái âm nhạc cũng như những cái tư duy khai thác những tác phẩm văn học hay là những cái yếu tố mà liên quan đến văn hóa nó không bị giáo dục. Vậy thì nó sẽ đến gần hơn các bạn trẻ. Đấy chính là cái quãng thời gian 3 năm để Linh tìm ra câu trả lời sau bánh trôi nước. Và đấy là lý do mình đã hợp tác với những bạn trẻ. Thực ra Linh là một người rất là vui vẻ, thoải mái và lạc quan, và thích làm việc với các bạn trẻ. Tại vì mỗi lần làm việc cọ sát với các bạn trẻ, mình có cảm giác là mình đang được trẻ lại, mình đang được sống lại cái giai đoạn mà mình hừng hực nhất, mình quyết liệt nhất, và mình sáng tạo nhất, và dám nghĩ dám làm nhất. Nó rất nhiều sự bất ổn của tuổi này và ai cũng sẽ phải trải qua thôi, nhưng mà mình đã trải qua rồi. Mình may mắn là mình đã hiểu được bản thân mình rồi, mình cũng sẽ thoải mái, hồn nhiên và bước đi hơn. Thì em nghĩ sự may mắn nó sẽ đến là minh chứng gần đây nhất là mình. Có lẽ là mình không hề hợp với những dòng nhạc mà qua một chút đương đại và một chút gì đó truyền thống. Cái thứ âm nhạc rất là vì Linh, và âm nhạc cũng là vì Linh với lại là có những dấu ấn riêng của chính mình. Sau 10 năm thì Linh có một chiến dịch kỷ niệm cái cho 10 năm âm nhạc của Linh. Thì cái âm nhạc và single này và còn những dự án nữa mình sẽ công bố sau, thì nó nằm trong chuỗi kỷ niệm này. Mình quay lại mình nhìn mình 10 năm qua thì mình thấy là mình đã dùng tất cả những cái gì mà mình đã học từ bé để mà chạy con đường này 10 năm vừa rồi. Thì nếu mà muốn chạy 10 năm nữa thì mình phải có gì mới để mình phải tiếp tục. Người ta nói là nạp thêm kiến thức là một, thứ hai là mình dừng lại để mình biết là thực sự mình muốn gì, mình muốn những năm tới mình sẽ như thế nào. Và con đường mình đi như nào, âm nhạc của mình như nào, và thực sự là đặc điểm của mình là đâu. Cái công thức tôi vẫn là một người mới, công thức mà Linh luôn luôn áp dụng để mình không bị trùng bước trước tất cả những cái làn sóng mới đến. Có lẽ là sau buổi phỏng vấn này hay là sau một vài tác phẩm vẫn Linh lại tiếp tục coi mình là người mới, tiếp tục chiến đấu với năng lượng, như là đây là lần đầu tiên mình được thể hiện cái tư duy của mình làm rất là tốt, để mà nói lên được cái tư duy.